lấy tổng trì làm yên, ngồi xe ma ha diễn độ hết thảy chúng sanh. Hỏi: vì sao kinh Thanh Văn chỉ nói đến các tỷ kheo, mà kinh Đại Thừa khởi đầu nói đến Thanh Văn nhưng kế sau lại nói đến Bồ Tát? Đáp: Đại Thừa còn gọi là ma ha diễn, là thừa rộng lớn bao la, gồm đủ hết thảy các thừa. Thanh Văn chỉ là thừa nhỏ hẹp, dĩ như sông, chẳng sao có thể dung chứa hết lượng nước của biển lớn. Trái lại, biển lớn có thể thu nạp hết thảy các nguồn nước từ các sông ngòi chảy đến. Như bài kệ thuyết: Đại thừa mênh mông tợ biển lớn, tiểu thừa như dũng nước chân trâu, dũng nhỏ làm sao chứa biển lớn. Thí dụ nêu đây rõ hiển bày. Hỏi: vì sao gọi là Bồ Đề Tát Đoả? Đáp: Bồ Đề là đạo, là giác, tức là Phật đạo. Tát Đoả là chúng sanh, cũng gọi là đại tâm. Như bài kệ thuyết: hết thảy các Phật đạo, trí huệ cùng giới định, lợi ích cho tất cả, gọi tên là Bồ Đề. Tâm kim cương bất đồng, nhẫn nhục thành việc lớn, không đoạn cũng không phá, gọi tên là Tát Đoả. Người phát đại tâm làm việc lợi ích cho mình và cho hết thảy chúng sanh, rõ biết thật tướng các pháp, chứng đạo vô thượng Bồ Đề, thì được gọi là Bồ Đề Tát Đoả, gọi tắt là Bồ Tát. Lại nữa, người dạy cho chúng sanh nhàm chán, sanh, già, bệnh, chết, chỉ cho chúng sanh con đường giải thoát, được gọi là Bồ Đề Tát Đoả. Lại nữa, có ba thứ đạo, đó là Thanh Văn Đạo, Bích Chi Phật Đạo, Phật Đạo. Cả ba đạo đều được gọi là Bồ Đề, duy chỉ có Phật Đạo mới được gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Người hành Phật Đạo mới được gọi là Bồ Đề Tát Đoả. Hỏi: phải như thế nào mới được gọi là Bồ Đề Tát Đoả? Đáp: người có đại tâm, phát đại nguyện, tinh tấn hành Phật Đạo, tâm kiên cố không thối chuyển, mới gọi là Bồ Đề Tát Đoả. Như bài kệ thuyết: người từ sơ phát tâm đã thệ nguyện làm Phật, vượt trên cả thế gian, xứng đáng được cúng dường. Lại nữa, người tinh tấn tu hành từ sơ địa cho đến đệ cửu địa, được vô ngại, tự tại, nhập vào kim cang tam muội, thì được gọi là Bồ Đề Tát Đoả. Những người thối chuyển thì chẳng được gọi là Bồ Đề Tát Đoả. Hỏi: làm thế nào để phân biệt Bồ Tát bất thối chuyển với Bồ Tát thối chuyển? Đáp: Bồ Tát bất thối chuyển thường nhất tâm tu các thiện pháp, thường chánh trực tinh tấn. Phẩm A Bề Bạc Trí, phẩm 55, quyển 73, có nói rõ về các hạnh nguyện và tướng mạo của các vị Bồ Tát bất thối chuyển. Như khi Phật hỏi ngài A Nan: này A Nan, ngươi thuyết tinh tấn chăng? Ngài A Nan thưa: bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Phật dạy: này A Nan, hãy thường hành, thường tu và thường niệm tinh tấn cho đến khi thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, có thuyết nói phải đủ hai pháp mới là bất thối chuyển. Thế nào là đủ hai pháp? Đó là biết tất cả các pháp đều là tự tánh không, thường niệm chúng sanh, không rời bỏ chúng sanh. Lại nữa, có thuyết nói phải đủ ba pháp mới là bất thối chuyển. Thế nào là đủ ba pháp? Đó là nguyện thành Phật, khởi từ bi tâm đối với hết thảy chúng sanh, được ban châu tam muội. Lại nữa, Bồ Tát bất thối chuyển cũng có nghĩa là người đầy đủ trí huệ, từ trí huệ sanh và hộ trì trí huệ. Hỏi:
thế nào gọi là gieo 32 duyên nghiệp tướng hảo? Đáp: qua ba A Tăng kỳ kiếp thường tu thiện nghiệp, và trải qua ba A Tăng kỳ kiếp vẫn thường tinh tấn, chẳng bao giờ thối chuyển, thì gieo được 32 duyên nghiệp tướng hảo. A Tăng kỳ kiếp còn được gọi là vô số kiếp, là số kiếp cực kỳ lớn mà những bậc giỏi toán số trong hàng trời người chẳng có thể biết được. Bởi vậy nên gọi là vô số kiếp. Bồ Tát hành đạo trải qua vô số kiếp thứ nhất, rồi trở lại hành đạo trải qua vô số kiếp thứ hai, thứ ba. Trong vô số kiếp thứ nhất, chưa tự biết mình sẽ thành Phật. Trong vô số kiếp thứ hai, tuy đã tự biết mình sẽ thành Phật, nhưng chưa nói lên được mình sẽ thành Phật. Trong vô số kiếp thứ ba, đã tự biết mình sẽ thành Phật và cũng tự khẳng định rằng mình sẽ thành Phật. Ví như trường hợp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát nêu sau đây. Qua thời gian, kể từ Phật Thích Ca Văn đến Phật Thi Khí và vô số kiếp thứ nhất, lúc bấy giờ Bồ Tát đã vĩnh viễn rời bỏ thân nữ. Qua thời gian, kể từ Phật Thi Khí đến Phật Nhiên Đăng là vô số kiếp thứ hai, lúc bấy giờ Bồ Tát dâng 7 cành hoa sen xanh cúng dường Phật Nhiên Đăng, trải áo da nai và xõa tóc trên đường bùn lầy để Phật đi qua. Cũng vào lúc bấy giờ, Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho Bồ Tát: trong thời vị lai sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Qua thời gian, kể từ Phật Nhiên Đăng đến Phật Tỳ Bà Thi là vô số kiếp thứ ba. Qua ba vô số kiếp này, Bồ Tát đã thành tựu 32 duyên nghiệp tướng hảo. Hỏi: 32 duyên nghiệp tướng hảo gieo ở nơi nào và lúc nào? Đáp: gieo ở cõi dục, chẳng phải gieo ở các cõi sắc và cõi vô sắc. Trong năm loài ở cõi dục thì gieo ở nơi loài người. Trong bốn châu thiên hạ thì gieo ở châu Diêm Phù Đề. Ngoài ra nơi loài người thì gieo vào thân nam, chẳng phải gieo vào thân nữ. Lại nữa, khi có Phật xuất thế mới gieo, chẳng phải gieo khi không có Phật xuất thế. Chỉ duyên Phật thân mà gieo, chẳng duyên thân nào khác mà gieo cả. Hỏi: 32 duyên nghiệp tướng hảo phải gieo vào thân nghiệp, khẩu nghiệp hay gieo vào ý nghiệp? Đáp: gieo vào ý nghiệp, chẳng phải gieo vào thân hay khẩu nghiệp. Vì sao? Vì ý nghiệp lanh lợi hơn thân nghiệp và khẩu nghiệp. Lại nữa, phải gieo nơi ý thức, chẳng phải gieo nơi năm thức ngoài. Vì năm thức ngoài không có công năng phân biệt. Hỏi: khởi đầu nên gieo tướng gì? Đáp: có thuyết nói nên gieo tướng bàn chân trước, vì có an lập được thân thì về sau mới gieo các tướng khác được. Có thuyết nói nên gieo tướng mắt trước, vì có được tướng mắt mới có thể dùng ánh mắt từ bi mà quan sát chúng sanh. Có thuyết nói phải tùy theo duyên hòa hợp mà gieo tướng đầu tiên cho thích hợp, không bắt buộc phải gieo một tướng nhất định nào trước cả. Hỏi: gieo bằng một ý tứ hay gieo bằng nhiều ý tứ? Đáp: 32 tướng được gieo bằng 32 ý tứ. Mỗi ý tứ gieo một tướng, mỗi tướng có trăm thứ phước đức trang nghiêm. Có thuyết nói làm được chuyển luân thánh dương là một phước đức. Có thuyết nói làm được đế thích là một phước đức, vân vân. Phước đức như vậy chẳng có thể lường, chẳng có thể dùng thí dụ mà biết được. Ví như trong khi tất cả mọi người đều mù lòa mà có một người may mắn thoát được nạn ấy thì đó là một phước đức. Trong khi tất cả mọi người đều phá giới mà có một người giữ gìn tình giới và chánh kiến thì đó là một phước đức.
gieo 32 duyên nghiệp tướng hảo, được vô lượng phước đức. Phước đức như vậy chỉ có Phật mới biết được. Hỏi: trong bao nhiêu lâu mới gieo đủ 32 duyên nghiệp tướng hảo? Đáp: chậm là 100 kiếp, nhanh là 91 kiếp, như trường hợp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Như trong kinh chép: vào đời Phật Phất Xa, trong quá khứ xa xăm, có hai vị Bồ Tát là Thích Ca Mâu Ni và Di Lặc. Phật Phất Xa quán biết tâm của Bồ Tát Thích Ca chưa được thuần thục, mà tâm của các vị đệ tử của Ngài đã thuần thục rồi. Trái lại, tâm của Bồ Tát Di Lặc đã thuần thục rồi, mà tâm của các đệ tử của Ngài lại chưa thuần thục. Phật Phất Xa tư duy rằng: một người dễ quá độ hơn nhiều người. Tư duy như vậy rồi, Phật Phất Xa muốn thấy Bồ Tát Thích Ca chống được thành Phật, nên đã lên núi Tuyết Sơn, ở trong hang báo, nhập vào quả định. Lúc bấy giờ Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đang là một vị tiên nhân ngoại đạo. Thấy Phật nhập quả định, tỏa ánh quang minh rực rỡ, sanh lòng tính kính.